Đây là anh Nguyễn Văn Long, gương mặt vốn không còn xa lạ với cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Là cựu vận động viên từng giành huy chương vàng Marathon Đông Nam Á 2007 và vô địch Marathon quốc gia nhiều năm qua, anh Long tiếp tục chinh phục bản thân với hành trình chạy bộ xuyên Việt ở độ tuổi 37. Xuất phát từ Móng Cái, Quảng Ninh, địa đầu của Tổ quốc, ngày thứ 7 trong cuộc hành trình, anh đã ghé thăm thành phố Vinh. Tại đây, các runner của Nghệ An cũng đã tham gia chạy cùng anh và lan tỏa thông điệp ý nghĩa, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Cuối tháng 12 năm 2021 thì khi mà anh phát triển phong trào chạy bộ ở Gia Lai, đồng thời đó là xây dựng một cái gọi là quỹ gọi là áo ấm cho em để dành cho những trẻ em mồ côi và bệnh tật, thì sau đó về thì mọi người mới đặt cho Long, ủa sao em không làm một điều gì đó đi. Long đã quyết định và thực hiện nó, và chuẩn bị này là đã được hơn 5 tháng để mà bước vào chạy bộ hành trình xuyên Việt lần này. Quỹ Hành trình Xuyên Việt sẻ chia và kết nối do anh Nguyễn Văn Long quản lý và trực tiếp thực hiện các hoạt động xã hội sau chương trình. Mọi người có thể đăng ký chạy online để lan tỏa thông điệp cùng anh hoặc đóng góp quỹ trực tiếp trên trang chạy online Vietrace 365, ủng hộ các sản phẩm của sự kiện, chia sẻ các nhu yếu phẩm cần thiết trên hành trình xuyên Việt mà anh Nguyễn Văn Long sẽ đi qua. Với mục tiêu mỗi ngày hơn 90 km, anh phải chuẩn bị thể lực kỹ càng, tập luyện hàng tháng trời để cơ thể thích ứng được với môi trường khắc nghiệt từ miền Bắc tới miền Nam. Mỗi địa hình đó nên là nó ảnh hưởng đến về đôi chân, nhưng mà thực sự giờ Long đã thích ứng được và các anh cũng đang hỗ trợ tăng cường giày thêm để cho Long thực hiện. Hành trình chạy bộ xuyên Việt của anh Nguyễn Văn Long dự kiến đi qua hầu hết các tỉnh, thành phố của Việt Nam trong 31 ngày với tổng quãng đường là 2.846 km. Đi cùng anh còn có một team hỗ trợ hậu cần gồm 3 người bạn có cùng đam mê. Bên cạnh đó, đi tới đâu, anh cũng may mắn nhận được tình cảm, sự đồng hành của đông đảo runner tại các địa phương, những người chờ đón và chạy đồng hành cùng anh trên mỗi chặng đường nhỏ. Cử anh đi theo và hỗ trợ Long trên cái hành trình này vì anh cũng là một runner. Nói chung là đi qua Nghệ An anh chỉ có hai chữ là tuyệt vời. Câu chuyện chạy bộ của anh Long truyền cảm hứng đến tất cả những ba anh em chạy bộ trên câu lạc bộ Hà Tĩnh ấy. Là ngoài cái việc rèn luyện ra thì cũng về cả quan tâm đến các công tác từ thiện, cũng như là muốn mong muốn mọi người là vượt qua chính bản thân mình để làm những cái điều mà phi thường, tức là vượt qua chính bản thân mình để làm những điều không tưởng. Những cung đường ngập tràn niềm vui, những người bạn mới cùng nhau tiếp lửa trên cung đường xuyên Việt. Hành trình thú vị nhưng đầy thử thách của anh Nguyễn Văn Long đã truyền tới niềm cảm hứng tập luyện, chinh phục bộ môn chạy bộ và tạo cơ hội để gắn kết các câu lạc bộ chạy trên mọi miền đất nước. Hơn hết là hướng tới những giá trị nhân văn vì cộng đồng, mang tới niềm vui cho những trẻ em thiếu may mắn.